Lời đầu xin gửi tới lời chào trân trọng đến toàn thể anh em chơi audio trên mọi miền Tổ quốc. Qua đây em gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả các bác khách đã tin tưởng ủng hộ sản phẩm bên em trong suốt thời gian vừa qua, cũng như là các bác đã thường xuyên theo dõi, ủng hộ và đăng ký like share kênh YouTube của em ngày càng phát triển. Và em cũng cảm ơn các bác đã có kinh nghiệm chơi audio, đã truyền đạt kinh nghiệm với em để em được hiểu biết thêm. Và em xin cảm ơn những lời góp ý chân thành của các bác trên kênh YouTube để kênh của em ngày càng được hoàn thiện. Thì hôm nay là ngày mùng 10 tháng 4, em cũng tiếp tục giới thiệu đến các bác một chiếc đầu đĩa của hãng Pioler với model là PDZ-D5 các bác nhé. Đấy. Thì trước tiên thì em cũng xin giới thiệu các bác được biết đến. Đấy. Nếu bác nào biết rồi thì bỏ qua, con nào chưa biết thì em cũng xin được giới thiệu để các bác được biết thêm, và cũng như là cái video này cũng để em test test hàng đấy, test chiếc đầu này để trước khi em gửi đi gửi đi cho bác khách thì đã đặt mua rồi đó nhé. Đấy. Thì trước tiên em xin giới thiệu sơ qua về chiếc đầu này, được sản xuất năm 1999 các bác nhé. Đấy, với giá xuất xưởng của nó cũng rất là cao, 79,8 ngàn yên các bác nhé, nó dao động khoảng mười mấy triệu, 19 triệu Việt Nam đồng các bác nhé. Đấy, nhưng giá hiện tại bây giờ mình đã qua sử dụng ấy thì nó rất là rẻ thôi các bác ạ. Đấy. Nhưng về thì hình thức của nó rất là đẹp, mặt mũi nó gần như là không một vết chảy xước nào các bác nhé, không một vết chảy xước nào cả. Đấy. Thì chiếc đầu này nó có chức năng là đọc đĩa CD các bác nhé, đọc đĩa CD, ghi đĩa CD và giải mã mạng không mồi. Đấy, chất âm của nó ra là 24 bit các bác nhé. Đấy. Chiếc đầu này thì có size là size 42, cái dòng Pioler đã dùng bao giờ nó là size 42 các bác nhé. Chiều cao của nó là 10,5 cm và chiều sâu của nó là 30 cm. Chiếc đầu này đã nặng là 5 kg các bạn, nặng 5 kg. Mặt bộ vàng côn các bác nhé, vàng côn, toàn bộ một vàng côn rất là đẹp các bác nhé, sang trọng. Đấy. Thì các chức năng hoạt động thì đã được hiển thị trên màn hình trên cái mặt là có chiếc đầu này rồi. Đấy, không dùng khiển chúng ta cũng sẽ sử dụng được. Đấy, chức năng đọc đĩa CD và ghi đĩa CD với hay là giải mã đều sử dụng được bằng các phím ở trên chiếc đầu này các bác nhé. Đấy. Em sẽ quay cái phần chi tiết cái phần ngoại hình của em nó để cho các bạn được chiêm ngưỡng. Đấy. Thì trước này thì về thì nó có cả cái cuốn analog đi kèm các bác nhé. Đấy, analog đi kèm. Đấy, analog đi kèm đây các bác này. Đấy, thì là điện 5 này. Đấy. Đây các bác nhé, cái giá xuất xưởng, các bác xem cái giá xuất xưởng của nó luôn. Đây các bác thấy không ạ? Đấy, giá xuất xưởng của chiếc đầu này luôn. Đấy. Đây, các bác nhé. Đây. Bây giờ đến năm 79,8 ngàn yên các bác nhé. Đấy, giải mã 24 bit TSC. Đấy. Các bác nhé. Và con này về thì không có khiển nhưng mà nó có dây nguồn zin đi theo máy các bác nhé. Đấy, hàng về có gì thì em bán cái đó đi kèm theo các bác nhé. Đấy. Anh sẽ quay cái phần nào hình này bác xem, mặt mũi không có một vết xước nào các bác ạ, rất là đẹp luôn, đẹp như mới luôn, như chưa sử dụng luôn. Đấy. Rất là đẹp các bác nhá, đây là cái vết thôi các bác ạ. Đấy. Rất là đẹp. Đấy. Rất đẹp, ngồi của nó lại thế thôi nhá, rất là mới luôn. Đấy. Rất là mới luôn. Tuy nhiên con này về trong quá trình vận chuyển về thì nó bị cấn góc này các bác này. Đấy, cấn góc này. Đấy, nó không bị bong đốc sơn gì cả nhưng mà nó bị cấn một góc nhé. Đây, mặt trên lưng nó đây cũng màu vàng, vàng gỗ rất là đẹp. Đấy, đây. Đấy. Đây, góc này nó bị cấn đây, nó không ảnh hưởng gì đến phần máy trong đó nhé. Chú Tiểu sẽ mở phần máy ra để các bác xem. Đấy.
model của nó đây, PDR D5 có nhá. Điện 100V, có mức tiêu thụ của nó 15W. Số sơ điện máy của nó là 904394JP đó nhá. Đấy. Dừng nguồn rời các bác nhá. Đây đường digital thì nó gồm đường cô xoan. Đấy, đường trục ra. Đây là đường optical là đường cổng quang ra. Đấy, còn nút để chụp dễ nhá. Đây là đường vào các nhá. Đường vào cổng quang và đường vào cô xoan các nhá. Đấy, in là vào. Đấy, thì em đã kết nối cái đường đường cổng quang với cái chữ đầu và đà lông 755 móc đôi các nhá. Để chút nữa em sẽ là test cái chức năng giải mã và chức năng ghi đĩa CD các nhá. Đấy, đây là đường analog ra thì em kết nối với âm đi rồi. Đây là đường analog vào. Đấy, các bác có thể kết nối với đường analog vào qua đường điện thoại 3.5 hoặc là các thiết bị khác các bác nhé, ngoài vào. Đấy, chiếc đầu này thì nó không bị cấn, đầu này thì cũng là hoàn hảo rồi, nhưng mà về thì nó không thể thấy khỏi đó ạ. Đấy, là hàng tuyển chọn rồi đấy mà vẫn bị các bác nhé. Đấy, em sẽ mở cái phần máy cho để các bác xem luôn. Này, đấy ạ, đấy, máy móc của nó rất là mới luôn, đó đấy ạ, rất là mới luôn, đấy. Mới hầu như không có một chút bụi nào luôn, vì là chín chín mà nó còn mới lắm, mà cái hàng này hàng tuyển chọn nữa các bạn, tuyển hàng chọn, đấy. Cái video trước ấy thì em về 4 con thôi, heo Sony và 2 con này, thì hiện tại bây giờ em chỉ còn một con Sony GE700 thôi nhé. Đấy, còn đâu 2 con Piller là về bán hết ngay. Đấy, rất là mới các bạn. Thì hôm nay em dùng chiếc đầu đà lông 755 này kết nối với đầu Piller này làm giải mã các bác nhé. Đấy, trước em sẽ test cả chức năng ghi luôn. Thì trước tiên em sẽ test phần chức năng đọc đĩa CD của chiếc đầu này trước các bác nhé. Thì các bác hãy đeo tai phone vào. Đấy, thì các nào chưa đăng ký kênh đấy, thì hãy đăng ký kênh để được cập nhật các video của em được thường xuyên đẩy lên, cũng như là được cập nhật các sản phẩm mới của bên em. Và các bác nhớ đăng ký kênh và các bác nhớ bấm vào phần cái nút chuông ấy để các bác được khi em đăng lên là các bác nhận được ngay đấy. Các bác hãy đeo tai phone và giúp em ạ, để test cái chức năng đọc đĩa CD trước các nhá.
chuyển đến bài 10 luôn. Mắt lọc rất tốt thôi nhé. Mắt âm đạo rất là tốt thôi nha. Chức năng đọc đĩa CD rất là tốt các bác nhá. Bây giờ em sẽ test cái phần chức năng là ghi đĩa CD các bác nhá. Đấy, và giải mã các bạn. Đấy, trước tiên em sẽ test cái phần giải mã trước các bác nhá. CD sẽ lấy CD ra. Thì sẽ cho xuống đầu thế này để làm chức năng là phát các bác nhá. Nguồn phát. Đấy. Hiện tại là đầu trên là không có đĩa các bác nhá. Đấy, em sẽ làm cái đầu dưới này làm đầu phát và đầu cựu lơ này làm đầu giải mã các bác nhá. Thì để làm đầu cựu lơ giải mã thì chúng ta bấm chính là chọn cái cổng vào vừa cắm vào đường cổng quang là cổng digital các bác nhá. Thì chúng ta sẽ chọn cái nút input đây, select đây, chọn cổng vào các bác nhá. Đấy. Đấy, hiện này này, hiện phút này. Đấy, các bạn hiện là cô xoan này. Đấy, rồi, tắt nhầm nguồn. Đấy, bấm nhầm nút nguồn. Đấy, cô xoan này, chuyển input tiếp.
chuyển đấy, analog này nhé. Mình cắm vào đường cổng quang là đường audio các nhé, chọn sang đúng không ạ. Rồi sau đó ta sẽ bấm nút record, record đây đấy. Tự động nó nhận về chế độ 44k. Chức năng giải mã coi nhá, chức năng giải mã hoàn hảo coi nhá. Đây, thấy các bạn, lấy cổng quang, đấy đi đi, vào đây, coi nhá. Chức năng giải mã tốt thôi nhá. Rồi tiếp đến em sẽ test cái chức năng ghi đĩa các nhá, ghi đĩa CD đấy. Và em xin giới thiệu thêm là đây là cái nút chỉnh cái tín hiệu của digital này đấy. Đấy là đây là tín hiệu của đĩa analog, nó tách tiếng Việt nhau các nhá. Đường vào analog là đường analog thì sẽ chỉnh bên đây để tín hiệu cho nó khỏe, nhưng các bạn chỉnh nó vừa phải thôi thì là tín hiệu ghi nó chuẩn thôi nhá. Nếu như các bác mà dùng tín hiệu nó khỏe quá thì sẽ sinh ra vỡ tiếng các bác nhá. Đấy. Thế này đây. Em dùng cái CD trắng này Polyphono để em làm sao chép các bác nhá. Này các bác nhá. Chép. Đấy. Đấy. Có thể là không không có các bác nhé. Này. Toàn bộ hoặc là đi trắng các bác nhé. Đấy. Đi trắng. Thế là trước khi chúng ta ghi thì chúng ta phải kiểm tra xem đúng cái đường vào của mình là đường optical chưa hay đường coxan hay là đường analog các bác nhé. Thế các bác cắm một đường analog thì chọn analog, các bác cắm một đường coxan chọn coxan, các bác cắm một đường optical thì các bác phải chọn vào OP, OPT các bác nhé. Đấy. Bắt đầu chọn nào, bắt đầu ghi. Thì chúng ta sẽ bấm phần record này các bạn nhìn ạ. Đấy. Rồi. Đấy. Sau đó sẽ nhấn play thì chức năng ghi hoạt động các bác nhé. Đấy, đã chuyển chế độ 44K các bác nhé. Đấy. Chạy. Bật mic nguồn phát. Đấy. Đấy. Đấy, nhấn ghi, ghép đây thôi nha. Đấy. Các bấm di quát rồi, các bấm nhớ bấm play để cho nó chạy cho nhá. Đấy. Nếu được làm người tình
còn lời yêu dư lại để con biết mê say. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi người tình. Mà test thử một ghi một bài thôi các bác nhá. Đấy, đã xong. Các bạn. Đấy. Em sẽ tắt cái đầu dưới đi các bác nhá. Tắt cái đầu dưới đi. Đấy. Đấy. Em sẽ test cái đĩa ghi đấy. Các bác nhá. Đĩa ghi. Rồi. Được ạ. Đấy. Một bài có nha. 5 phút 25 giây có nhá. Đấy, chạy. Các bác nghe chất âm sao chép của chiếc đầu này như nào có nhá.
còn lời yêu dư lại để con biết mê say. Xin đến vì cuộc đời còn tình yêu muôn thuở, gọi nhau mãi người tình. Đây các bác thấy không ạ? Đấy, chức năng ghi của nó rất là tốt các bác nhé, chất âm ghi của nó rất là hay, không kém gì bản gốc các bác nhé. Đấy. Chiếc này thì em đã bán với giá là 3,9 triệu đồng rồi các bác nhé. Đấy, do nó bị cấn cái ốc cuối này em bán rẻ các bác chơi thôi. Đấy. Bác nào có nhu cầu thì mua đầu đĩa, mua đầu giải mã thì hãy liên hệ tiếp với em với số máy là 0907 223 269 các bác nhé. Em cảm ơn các bác đã theo dõi video của em xin chào và hẹn gặp lại các bác ở video lần sau.